Đến với Bình Nguyên Vô Tận. Rồi, hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Đó, mình chúc anh em xem clip vui vẻ và đừng quên nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, hôm nay tôi chơi gian đi đường tàn Sera và solo với Victor nhé mọi người. Nói chung là đánh đầu với Victor thì cứ cánh xa cái bụi ra được rồi, đừng có đứng gần cái bụi được. À mà trang phục gian Tanjiro sắp quay trở lại đấy mọi người, hình như có vẻ là sắp rồi đó, còn mấy hôm nữa thôi đấy. Có anh em nào tính dự định săn trang phục đó không? Đó, nhưng mà nói trước là săn trang phục đó là hơi bị tốn kém nha, mấy ông phải chuẩn bị tầm 5k con huy đấy, tầm nó trung bình nhá, nó theo thấy trung bình là con muốn ra trong Tanjiro phải 5k. Nhưng mà đối với tôi là tôi săn chỉ hết có nhiêu nhở? Săn chỉ hết có bao nhiêu ta để tôi đếm thôi. 1M2 là tầm 2k rưỡi con huy mọi người. Nói chung là cũng khá là may mắn đó. Thế là nói thế thôi chứ mấy ông đừng có thấy tôi săn ít rồi, mấy ông đam mê nhá, cẩn thận là săn tận phải khoảng 5k con huy là tầm 2 triệu rưỡi mới ra đấy. Thế là ông nào mà dự tính săn là phải chuẩn bị tiền nhá, nên mà nói trước là săn là hơi bị tốn kém đấy. Đó, nên là ông nào săn thì nhớ bình luận ở dưới nhá. Chúc anh em may mắn khi săn trang phục Tanjiro nhá. Ok. Rồi, bây giờ thì đối đầu Richter thì mọi người phải cố gắng né đầu game mà tôi được lợi thế khả năng nhá. Để từ nhá, để tôi bổ tốc biến này. Rồi nè, bổ này, tốc biến này. Ui quá tầm rồi. Được nhá, bổ này. Rồi này. Ơ kìa, chết cha rồi, đứng vào chỗ ơi. Rồi xong rồi, pha này tôi toang rồi mọi người ơi. Ui. Toang rồi. Rồi, từ nhá. Biến về. Ui thôi xong rồi, trời ơi chết rồi, thôi rồi nó dùng chiêu 2 chết rồi. Trời ơi, cái pha này nó bị khựng tay quá mọi người. Nó cứ kiểu muốn đánh xong rồi lại không muốn đánh, xong rồi không lại cứ vậy, cứ lặp đi lặp lại. Xong rồi cái lúc mà hết lính rồi lại bay vô, lúc đó lính nó chủ bắn cho thì chết ngu mẹ. Ui ngu quá. Rồi, nhưng mà thôi không sao, coi như là mạng nó... Ui rồi, giờ tôi mới để ý là mạng tem tôi chết 1 năm mọi người ơi. Trời ơi, toang thật sự chứ, nhưng không sao. Nói chung là một mạng hơi ảo thôi. Còn bây giờ thì chờ nó không về là coi như xác định tôi nha. Mày không về nè. Rồi, hay quá Liliana ơi. À lộ, Illumina chứ. Đó, phải cứ chém solo kill nữa nha, chắc nó không ăn được mình đâu. Rồi, ok, xin lại mạng của Dick chơi nhá. Dick chơi nó còn dưới nửa cây máu nên là nó không ăn được. Còn bây giờ biến về thôi. Ui thằng Nắc kìa. Từ từ nha, không biết thằng Nắc qua đây không ta. Rồi, biến về thôi. Ok, gặp Nắc kìa. Rồi, ok kệ đi. Giờ tôi sẽ lướt về đây. Đó, ăn từ từ nhé. Đây, chém này. Rồi, có rừng mình ở đây nên là mình sẽ con rừng mình đi ăn con tà hần nhé mọi người. Cho bà kệ con Nắc đi, cứ ăn tà hần thôi. Để trận này mình đang chơi với bạn mình á. Đó, con rừng này em mình nên là cũng hiểu ý nhau. Đó, nên là anh em nào mà muốn leo danh dễ hơn á, đơn giản hơn thì nên rủ bạn vô chơi nhé mọi người. Đó, nói chung là thứ nhất là dù bạn có chơi thì chơi cùng thua thì cũng không sao, kiểu bạn bè chơi nhau vui mà, nên là thua đỡ cọc đấy. Cái cả trận bè thì nó hiểu ý nhau hơn nên là dễ đánh hơn. Rồi còn bây giờ thì kệ đi chơi đi mọi người. Con đi chơi là kiểu dạng nấp nấp mà mọi người không chiếm bụi, không nấp nấp kiểu nấp bụi ấy, xong rồi đánh kiểu đánh lén lén đấy. Để mọi người không dí con đi chơi là đây từ chém này lướt này. Ui không ăn được con chim rồi, tiếc ghê á. Cái chiêu hai của con đi chơi đẩy ra mất hồn nhịp. Thôi nhưng không sao, bây giờ thì tôi sẽ dọn đường quái này và tôi sẽ di chuyển cho mọi người. Đó, tầm này di chuyển, nhưng mà thằng Nắc nó từ nha. Thằng Nắc thấy sai rồi, tôi thấy sai rồi, nhưng mà tôi cứ đắp đây thôi, kệ nó nha mọi người. Lính mình chưa lên, nói chung mặc dù tôi biết nó sẽ thấy sai rồi đấy, nhưng mà cứ kệ đi, mọi người cứ đắp ở đây cho tôi. Đó, cứ đắp thôi. Rồi không ra nhá, chủ yếu lấy sai đây, hóa ra nó đi lên trên nhá. Đó, chủ yếu là anh em đi top, anh em lên lấy như vậy để anh em biết xem thằng rừng di chuyển hướng nào. Thì lúc ấy là đồng đội mình đánh sẽ dễ hơn. Đó nên là anh em chú ý cái đó nha. Rồi, nhưng không phải lúc nào cũng thấy là bay vô đánh đâu, đừng để mất máu dở hơi nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì vô chém này, lướt này. Nói chung là đánh với Richter thì đầu game khó ăn nó mọi người ơi, bởi vì con ra đầu game nó không phải kiểu đam sốc như mấy con như con Zuka hay con gì đâu. Đó, nó combo hết là đánh thường là yếu xìu à. Còn bây giờ thì di chuyển nhé mọi người. Di chuyển này. Lấy sai nấp này. Phải tan được nhá, từ từ nhá. Rồi, tốc biến này. Bộ này đánh thường này, chương 2 này, chương 1 này, chương 2 đánh thường này. Rồi, ok. Đó, xuống dưới mid là thôi, tem dưới đâu tranh kìa, nhưng mà lui đi, tôi đi di chuyển lên đường trên cái. Đó, nói chung là con gian này nói chung là pha nó là có lời rồi. Vừa thấy mặt cái tem nó dùng chương 1 cái là bay vô múc nó liền. Đó, ok. Nói chung là ăn được 2-1 rồi. Tem tôi thì đang 3-7 đấy, lợi thế đang nghe về tem bạn, nhưng mà không sao, trận này cứ từ từ thôi. Mặc dù tem thua nhưng mà chất tướng tem tôi vẫn khỏe về lết mọi người, nên là cứ đánh từ từ thôi, không sợ hết á. Đó, bị thọt, bị ép thì cố gắng ôm thôi, vẫn có hy vọng thắng đúng không?
Đó, nói chung là tùy trận tùy đợi trận đấu thôi. Anh em mà chưa kiểu ép thế này nè, anh em cứ cố gắng ôm farm thật nhiều vào thì lợi thế vẫn lên thôi. Còn bây giờ tôi phải lui về nhé, đi chơi cả thằng Nắc đang lên. Đó, lên cao là tí nữa thằng Nắc bay vô đô canh một phát thôi là tôi lên bảng điểm số đấy mọi người. Rồi, còn bây giờ thì xin nhẹ quá nhỏ của rừng nhé mọi người. Nói chung là cứ farm liên tục thôi. Đó, trận này thì tôi đang là người đánh team nên là cố gắng lên. Rồi, nói chung là chơi với anh em với nhau nên là cứ thoải mái thôi, chơi thoải mái thôi, đánh vui là được. Rồi, bây giờ thì di chuyển ngược lại lên đường trên để farm lại con lính nhé mọi người. Nói chung là giờ cứ đi lấy sai hàng vòng thôi, cứ đi lấy sai thôi, lính lên thì lính gần lên thì mình di chuyển về lên. Đó, đi top có nhiệm vụ vậy thôi. Đó, còn lúc nào mà cảm thấy giao tranh cao á, đó là lúc cần á thì úi rồi mid up cao rồi. Ui trời ơi, tôi giờ ra mid bị up cao mọi người ơi, vãi nồi thật. Trời ơi, trận đấu đã khó rồi đấy, FK ấy chưa? Trời ơi, trận đấu đã khó rồi mà thêm FK này nữa, sao chơi đây? Rồi, chém này, chạy đâu? Rồi, cho nó chạy đi, ui, nó còn phí mạng cho Richter nữa chứ. Trời ơi, xui rồi mọi người ơi, trận đấu này đã khó thì càng khó thêm rồi. Em tôi ám FK mất mít mình rồi, trời ơi, mất trụ luôn chứ. Ui, mới 7 trụ rồi. Nhưng không sao, giờ cố gắng ôm farm đợi mít bao giờ nó vào thôi. Không biết nó vào không đây, hy vọng nó phải vào chứ nó mà không vào là chơi không nổi đâu mọi người. Nói chung là game rank cao rồi, đánh 4-5 thì hên xui lắm mà tỷ lệ thua rất là cao ấy mọi người, nên là cố gắng thôi. Bây giờ thì tôi cố gắng là tôi đép lính hai đường thôi. Rồi, mày bộ chém lính này, đánh thường này. Ui không ổn rồi, thôi xong rồi, pha này toang nữa rồi. Rồi, xong, lại chết thêm mạng nữa kìa. Ê giết nó. Ui băng xương rồi à, xui thế. Thôi bỏ đi em ơi. Đó, nói chung là trận này hơi khó đi nhưng mà cứ cố gắng ôm pha nhá mọi người, vẫn biết đâu vẫn có thể thắng thì sao. Rồi, còn bây giờ thì lật kèo, muốn lật kèo được thì con gian này phải lên cấp 12 nhá, cố gắng pha thật nhiều để cố gắng để lên cấp 12 được sớm thì mới có khả năng lật kèo được. Chứ mọi người mà để nó ép quá tem nó ao 2-3 cấp thì lật kèo nó khó lắm mọi người ơi, nên là cố gắng tem thua nhưng mà vẫn phải farm sao cho nó ổn tí nhá, thọt thì thọt xíu thôi. Chứ đừng ôm quá, canh tranh thủ lính mà hơi về phía trụ mình thì lên tự động lên farm nhá mọi người, chủ động lên farm. Đó, nhớ chúng ta phải nhìn để ý map nhá. Map chưa thấy là farm là chết dở đấy. Đó, nhưng pha này là tôi thấy ba đứa ở mid rồi. Ui, từ lui đi. Rồi, ô solo kill Richter này, lướt này, né này. Chém thường này, ui không tới tầm rồi. Rồi, giờ chém lẹ con quái này tôi chạy về luôn nhé mọi người, chứ ở lại là toang đấy. lui. Đó, cứ phải thọt thế này rồi mọi người cứ cố gắng đánh thấp thôi. Đừng lên cao quá, cao quá là bị ao nhây đấy. Rồi, nói chung là giờ tôi chỉ dám câu máu thôi. Chứ tôi bảo dí nó là tem nó mà con zip đấy, đặc biệt là con zip ấy nó mà hội đồng một phát thôi là ối rồi ôi liền. Rồi, bây giờ tem nó ở dưới thì tranh thủ con em tôi lên vô ăn con tà hần nhé mọi người. Đó, bây giờ ăn tà hần thôi. Đó, cái gọi là cái gì nhỉ? Cái điểm mà mọi người muốn lật kèo được á, nó chính là những con mục tiêu chứ mọi người. Chắc chắn phải ăn mục tiêu nhá. Tranh thủ tem bạn đi đang ở dưới rồng này ăn rồi với cả đao tranh rồi thì mình phải tranh thủ ăn mục tiêu thì mới khả năng lật kèo được. Anh em mà cứ kiểu quét sạch tem bạn rồi mà cứ cố đẩy trụ á. Đây nè, vô bắt con ấy nè, ui bị choáng chứ. Này, vô bắt con này nhá. Rồi, từ từ nè, chém này, lướt này. Ui, đau thế rồi, xong chết nữa. Ôi ơi, kia bổ đi. Chạy được không? Chạy đi. Ừ, chạy đi, lui đi. Thôi, cắt không này nhá mọi người. Rồi, ui, vãi nồi thật. Trời ơi, nó mạnh quá mọi người ơi. Con hai ATN nó huyền thoại luôn rồi, nó mạnh vãi nổi, nó bắn tôi đúng một chiêu một rồi tôi hết máu luôn. Trời ơi săn thế. Ui da. Rồi bây giờ tôi lên cấp 12 rồi thì trận đấu nó sẽ đỡ mọi người nhé. Mọi người cứ quá nhìn nè, nhìn cách tôi lật kèo này mọi người. Bây giờ thì cứ tranh thủ nắp bên thôi, không thích chờ nó không ra farm ta. Này, thích chờ bụi kìa, coi chừng bụi nha mấy fan. Đó, coi chừng cái bụi đấy, từ. Rồi bây giờ thì cứ đắp đi mọi người, cứ đắp đi. Tem tôi nó sẽ ở kia, khả năng là Richter sẽ ra farm chứ không biết nó ra farm không ta. Ở kìa, sao mày lâu vậy? Thôi bỏ mọi người. Bây giờ thì ở kìa, vừa nói xong lại chạy ra farm. Rồi, bây giờ thì nắp đây tiếp nhá. Kiểu gì nó sẽ vô đây nè. Cố gắng vô cầu máu của Richter thôi mọi người ơi. Đây, chém thường này, lướt này, đánh thường này, né này. Rồi, bổ này. Rồi, lui nhá mọi người. Nó tốc biến rồi, nó dùng chiêu chạy rồi thì lui nhá, không lên đánh cao quá. Lên cao quá là như cái pha này này, cứu tôi anh em ơi. Cứu rồi đánh thương này rồi xong tốc biến chạy này bắt con zip đấy, bắt con zip này, ống này mày ham này ăn luôn này. Ok, tốc biến chạy rồi, bộ AD này hay quá, mày ăn được bạn sát đao nhá. Ui hơi tiếc mọi người ơi, thằng Richter nó vẫn thằng con đi đắc vẫn chạy được, xui thế. Hay phải không, ăn được bạn đi đắc là tôi thêm được miếng vàng rồi, hay quá em ơi. Ăn nó không, ăn được con ấy không? Ừ kìa, dính chiêu kìa, hay kìa, qua đây cover cho em thôi này. Ui, không được rồi. Rồi,
Ừ, hay quá. Trời ơi. Đó, nhưng mà những cái pha tem bạn ấu này là tem tôi có chút lợi thế nha mọi người. Nên là cứ từ từ thôi, cứ tranh thủ, muốn lật kèo được phải tranh thủ lấy được từng lợi thế một nhá. Đặc biệt là khi quét sạch được này, anh em phải cố gắng lên đẩy trụ nhé mọi người. Nhưng mà cái lính này ở đây rồi nên là tôi kệ cho nó đẩy trụ đi. Còn bây giờ tôi di chuyển qua đây giúp em tôi bắt thằng Nắc này. Thằng Nắc chạy đâu? Chạy đi đâu? Từ từ nhá, từ nhá. Đây 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 đây. Nó chạy qua đây này, nó chạy qua đây này mọi người. Rồi, ulti lên nhá. Chạy được không? Chạy được không? Nó ở dưới, 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 nó ở dưới. Ui, sao không chịu dí của mình vậy? Ui, dính nó đi, dính đi. Ừ, hay kìa, dính chiêu kìa. Ơ kìa, ừ, hay quá. Cuối cùng thằng Nắc bách nồi múa nhả, nhảy nhót tùm lum. Trời ơi, đang dí ông nội, nhưng ông nội chạy đi, bỏ đi vậy, nhảy luôn. Rồi, bây giờ thì tên tôi đã được một pha combat lợi này. Nên tên tôi đang có lợi thế rất là lời nhé mọi người. Nên giờ cứ cố gắng tranh thủ ăn con mục tiêu thôi. Cứ ăn mục tiêu là tên mình sẽ có lợi thế à. Nên là mấy ông chơi là phải mục tiêu nhá, có tầm đánh mục tiêu quan trọng lắm, nên là muốn lật kèo phải mục tiêu. Còn bây giờ thằng thích chơi thằng ấy trong bụi này, lùi nhẹ cánh nha. Rồi, bình tĩnh thôi anh em. Ôi, trận đấu này căng quá mọi người ơi, mình cố gắng thắng để còn ra clip cho anh em xem đấy nhờ. Rồi, giờ tôi chỉ cần nấp bụi thôi, nấp lùm đợi đem bàn mạo một phát thôi là bố múc nó liền. Đó, chỉ có vậy thôi. Giờ cứ tranh thủ tem tôi có Illumia đấy, hay là Illumia vào lại rồi đấy. Ở Illumia thì Illumia lấy sai. Đây 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 đây. Ui, nó hút rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Hay quá em ơi. Ui, trận này em tôi gánh rồi. Trời ơi, vô bổ này, chém này. Hay quá, hay quá. Trời ơi, tuyệt vời. Ui da. À, đây bắt nó này, bắt nó này, chém này. Ui, chạy nhanh thế. Trời ơi, mày chạy nhanh thế nào. Rồi, trận này được bú win rồi mọi người ơi. Trận này bú win. Bú win nè. Enzo, trời ơi, pha này Enzo xử lý 10 điểm luôn. Rồi, bây giờ thì tranh thủ đẩy lính lên cao và lấy cái trụ nhé mọi người. Đó, bây giờ chỉ cần tem mặn ẩu một pha như thế này là tem tôi khả năng là win luôn đấy. Nên là cứ cố gắng lấy từng lợi thế một thôi. Còn từ từ nhá, từ từ lui, cover cho mid về, không được để tem chết nhá. Rồi, chém thôi. Đó, trận này tôi không dám đang full đam đâu mọi người ơi. Nhưng full đam khổ lắm, đang bị thọt mà nên full đam phải cắm cái tanh trước. Đó, có cái món cuối mọi người thích nâng gì thì nâng. Đó. Bây giờ mà người nó full nam á là tem bạn nó xanh hơn, là nó làm như một quả mình chưa kịp búa đâu, đặc biệt là còn gặp con zip nữa nên là khó chơi lắm. Nên là đừng có nâng full nam như mấy cái ván này á, mọi người đừng nên nâng full nam nhá. Rồi, ok, ăn con rồng rồi nhé. Đấy, nãy giờ tem mình ăn được quá nhiều mục tiêu nên là lấy lợi thế là đang là nghiêng về tem mình rồi đó. Đấy, đầu game bị phế thôi nhưng mà bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì lật kèo rồi mọi người ơi. Trận này thì có Aya rồi, còn thêm tôi nữa, tí nữa là bay vô mỗi xả, nhưng mà Aya lên đi với Enzo sẽ ngon hơn đi với tôi nhé mọi người. Đó, cho Enzo bay vào mở combat trước, rồi tôi vào sau cũng được. Tốc biến mà, hay chưa, thần thánh thôi. Trời ơi. Rồi, từ bình tĩnh nha. Đây nè, thằng Nắc làm gì này. Bình tĩnh người ơi, bình tĩnh đi. Đó, nói chung là tên bạn ẩu quá rồi. Bây giờ thì cứ tranh thủ mà lấy được thế thôi nè. Như tên bạn đang giết ẩu tiếp nè. Ê. Rồi, lên lính lên cao rồi, múc thôi. Từ từ nha, canh thằng Nắc nha mọi người, canh thằng Nắc nha. Rồi, chém đi. Ok, xin một cái trụ mega nhé. Trận này có đi đắc khó chơi các mọi người ơi. Này, bay vô bắt thằng AD mọi người ơi. Này, tôi bật bắt AD nhé mọi người. Đó, nói chung là bắt AD thôi. Rồi, phải tôi đổi mạng rồi. Rồi, đổi mạng nhưng không sao nhé, bắt được AD là lời rồi. Win được không? Ui, thằng Nắc nó chặn lính rồi. Thôi, cắt nha mọi người. Trời ơi. Trời ơi, đáng lẽ win rồi mà nó chặn lính. Ok, bắt nó. Ừ, hay rồi. Rồi, xong, hay rồi, lấy tinh thần nó. Nói ăn được nó không sợ, không ăn được đâu, nó chạy được ấy. Thôi không sao, lấy cái tinh thần là ngon rồi. Còn bây giờ thì từ bây giờ là tôi sẽ vô ăn tà thần nhé mọi người. Cầm này thì ăn tà thần thôi. Đó, tên bạn Nắc yếu rồi nên là tôi sẽ vô ăn tà thần nhá. Đó, cho lấy để Enzo mình làm mồi nhử, còn mình thì sẽ vô ăn tà thần. Đó, cho Enzo làm mồi nhử đi. Mà Enzo mà làm xanh thì săn chứ đừng có cân nắm nhá mọi người. Rồi. Từ bình tĩnh, ăn tà thần đi. AD vô đây phụ mình tà thần nhé. Đã ăn lén rồi thì nên phụ tà thần nhá. Ăn tà thần này, ăn tà thần nào, ăn lẹ nào. Trận này có tà thần thì cũng khó ăn quá. Ui, lộ sáng mất rồi nhưng không sao. Em tôi là nó không dám ra đâu, nó ra là múc liền đấy. Rồi, bổ này, xin tà thần này. Ê, kéo nó về. Ui, nó hất tung rồi, nó lăn mất tiêu rồi. Nó bị được xui thế. À đó mà kéo kịp một phát thôi là tem tôi bay lên đánh nó rồi mọi người. Rồi, bây giờ thì từ từ nhá. Ui, Enzo làm gì đấy. Enzo ơi. Kìa, từ lui đi, ui dồi, con đánh tiếp à. Thôi xong rồi, Enzo ơi. Ui, lên cứu ra mọi người, phải để lên cứu ra nhá.
Đây 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 đây, đây kiểu Aya này. Trời ơi Enzo ơi, sao lại vào cân 4 cân bái này. Xanh thì xanh chứ. Đây đây, thằng ở đây này, thằng ở đây này, tôi biến nè. Tôi biến, tôi biến ulti. Ui, không được tôi. Cay thế. Thế không kịp ulti dính thằng ở đây phát tay nó nhanh đấy. Trời ơi, trận này không ổn rồi. Từ 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 thấp thôi, đừng để nó câu máu nhiều quá. Ui, nè, bắt thằng nắng này, bổ này, đánh thương này. Ui, hụt rồi. Ừ, hay quá. Ném lao dính kìa. Ui, mất con tà thần oan rồi. Trời ơi, ông em tôi ơi. Đang còn tà thần mà, tí cái lên cao chi vậy, đợi tà thần lên là win rồi. Trời ơi, ông nội này, ông nội ơi là ông nội. Tự nhiên ông ngồi chết cái pha khách sạn thật chứ. Đợi tà thần lên là team mình combat là win chắc luôn đấy. Tự nhiên lên một mình, trời ơi nể luôn. Rồi Illumia lui mà. Trời ơi, tự nhiên giờ phải đánh thêm này. Lui đi. Rồi, ai vô chém nội tại này. Rút về này. Rồi, bây giờ thì bị ẩu vậy rồi thì kệ thôi. Cố gắng lấy lại thôi. Trời ơi, vẫn cày ghê đáng ấy, pha đó là win rồi đó mọi người. Nếu mà em tôi nó không ẩu lên ảo tưởng cân 3, cân 4 là coi như là xong trận đấu rồi đó. Đợi tà hình lên là coi như là win luôn đấy. Đấy, nếu cái tầm này khả năng tôi nghĩ khả năng cao phải đợi tà hình tiếp theo ra mọi người ơi. Giữ tên bản toàn chất tướng này khó cầu máu lắm. Thằng nó chơi bụi trên đó mọi người. Thằng nó chơi bụi trên nãy mọi người có để ý sai không? Nó bụi trên đó. Đây nè, đây nè. Tao chuẩn bị vào đến chỗ này, nó bụi trên này, lướt vào này, chém này. Đói chưa? Rồi, ok, câu được uống tí rồi luôn nhé mọi người. Lui Ilu ơi. Ai đây bắn chết giờ, lui. Rồi. Đó, nói chung là giờ cố gắng đợi tà thần ha thôi. Đấy, ông em tôi từ nhé, từ mẹ ơi, ông tại ông ấy mà đáng lẽ phản ánh win rồi mà ông tự nhiên ông ẩu pha cái làm không win được. Rồi, đẩy chỗ đi Slim ơi. Ok, lấy được cái chỗ đó rồi thì bây giờ thì tôi cố gắng đẩy lính cao lên để tí nữa của an tà thần nhé mọi người. Team bạn bây giờ rơi vào thế bị động rồi. Đó, nên là cứ thoải mái mà ép 3 đường thôi. Cố gắng đẩy lính 3 đường cao lên là được. Rồi. Ui, thôi xong rồi. Trời ơi, hai ông kia làm gì vậy? Ui, không được rồi. Chiếc thằng nắc này, chém này, bổ này. Thêm có ban được thằng nắc mọi người ơi. Trời ơi, ê, tôi biết này. Ui, thôi xong rồi, phát này. Ui, ngược rồi, chơi ngu rồi nhờ. Ui, đến tôi chơi ngu. Ừ, hay kìa, cố gắng lên, ăn nữa. Ừ, hay. Trời ơi, lại hồn. Pha đó tôi nghĩ là tôi có tốc biến rồi, tôi đủ đam và tôi sốc được hả đê. Nhưng mà đời không như là mơ. Ơ, nhưng không sao. Nói chung là pha đó cũng là lỗi tôi. Đấy. Rồi, bây giờ thì tranh thủ nhé mọi người. Lấy sai. Hàng nắc kia. Chém nó không? Ừ, hay rồi nhá. Ê, vô an toàn. Đó, bây giờ cứ từ tôi lấy hết mấy sai bụi đã. Thằng đấy chơi không biết đang đắp bụi nào rồi. Bây giờ thì cứ an toàn thần thôi. À, hay quá. Rồi, con này an toàn thần lén nhé mọi người. Nói chung là cứ để Enzo làm mồi nhử đi. Còn em tôi, việc còn lại của em tôi là vô ăn con tà thần thôi. Rồi, ok. Thì tà thần này nhá, khả năng an tà thần này chắc chắn là em sẽ win rồi. Để trận này, pha này thì không ẩu nữa thôi. Giờ phải, rồi, ok, xin tà thần này. Rồi, bây giờ thì có tà thần rồi thì win thôi. Trời ơi. Đấy, nãy giờ ẩu một pha thôi, mãi giờ mới win được. Rồi, tà thần lúc này thì nó mạnh cũng rồi, lính cũng trâu cũng rồi. Nên là cứ thả ở giữa rồi, em tôi sẽ bay vào múc em bạn nhé mọi người. Ok. Rồi, hy vọng win được. Em bạn có đi đắc cũng hơi khó thủ lý. Ê. Thằng nắc định làm gì? Mày làm gì? Định làm gì? Từ từ nhá mấy ông nội. Từ từ. Bình tĩnh. Rồi. Đó lên rồi này mọi người. Ulti vào này. Rồi, ok. Khả năng vận này win ở đây rồi. Cảm ơn anh em này. Bắt AD này mọi người. Rồi, chém này. Bổ này. Đánh thường này. Chém thường này. Ui, thôi xong rồi tôi chết rồi. Nhưng mà không sao, trận đấu này vẫn còn win nhá. Team tôi vẫn còn Enzo. Ok, cảm ơn anh em đã coi clip đến đây nhá. Nếu thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like, một ủng hộ kênh để giúp kênh tôi một dụng đạt một ngàn sub nhanh hơn nhé mọi người. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nhá. Trời ơi, trận này team hay quá. Trời ơi, đánh lên cao căng thẳng quá mọi người ơi. Ok, bye bye nhé, hẹn em ở clip sau nhá. Bye bye. Thank you.